Ok, xin chào tất cả mọi người. Quay trở lại với video mới nhất của Hưng ngày hôm nay. Thì hôm nay Hưng giới thiệu về một vài chiếc Lux A hiện đang có tại showroom VinFast Hải Châu. Địa chỉ là 115 Nguyễn Văn Linh nha. Đấy. Thì những chiếc xe này hiện đang có sẵn và có thể giao ngay được với những chương trình ưu đãi, và Hưng sẽ để cái phần link mô tả đấy để cho mọi người xem cái chương trình ưu đãi trong cái tháng này. Đấy. Thì đây chính là con Lux A màu xanh rất là đẹp. Đấy. Con này thì nó là phiên bản base, bản tiêu chuẩn nha. Đấy. Hiện tại thì phiên bản tiêu chuẩn của Lux A hiện tại đang có cái mức giá lăn bánh đâu đó rơi vào tầm 950 triệu. Đấy. Phiên bản nâng cao thì là 1 tỷ 030, và phiên bản cao cấp là 1 tỷ 170 triệu. Đấy, đó là cái chương trình hiện hữu. Đấy, và nếu như quan tâm hơn về cái Lux A thì mọi người có thể inbox hoặc là điện thoại cho Hưng để Hưng gửi chương trình chi tiết hơn những ưu đãi mới nhất, được chưa? Tiếp theo đây chính là con Lux A phiên bản full, màu này là màu cam đỏ. Đấy. Ở đây thì chúng ta sẽ có một con bản full màu đen, nội thất là màu nâu, và con màu cam đỏ lúc nãy cũng nội thất là màu nâu, tức là ghế da nắp ba màu nâu. Đây chính là bản full option của Lux A 2.0. Ở đây thường có thêm một con nữa, đó là con màu nâu bản Plus. Đấy. Con này thì lăn bánh rơi vào tầm hơn 1 tỷ. Và con tiếp theo chính là con màu đỏ đậm. Đấy. Màu này nó sẽ na ná với màu cam một tí thôi, nhưng mà cái màu nó sẽ không tươi giống như màu cam. Con này là phiên bản Plus luôn, lăn bánh là hơn 1 tỷ. Đấy. Với tất cả những cái chương trình ưu đãi trong tháng 12 là cái tháng mà có thể nói là có cái chương trình rất là tốt nhất hiện tại. Đầu tiên đó là chương trình giảm 10% giá xe nếu mua thẳng. Thứ hai là cái chương trình 5% trước bạ từ VinFast và 5% trước bạ từ nhà nước, thì mọi người cũng biết rồi, đó là cái chương trình chỉ có hiệu lực đến hết tháng 12 năm 2020. Đấy. Chương trình tiếp theo đó là chương trình giảm giá trong tháng 12. Mỗi xe, mỗi phiên bản sẽ có cái mức giá giảm khác nhau. Đấy, và mọi người có thể inbox trực tiếp, gọi điện thoại trực tiếp cho Hưng để nhận được cái chương trình này. Cái chương trình thứ tư đó chính là chương trình vạn quà tri ân. Thì chương trình này đó dành cho Lux A, đó là 80 triệu, giảm trực tiếp 80 triệu. Chương trình thứ năm là sẽ áp dụng được cái mã voucher nhà Vinhome, là khách hàng nào đang có cái mã voucher thì có thể sử dụng, thì với Lux A có thể giảm thêm được 150 triệu nha. Và chương trình cuối cùng đó chính là mã code để đi du lịch đấy tại Vinpearl trên toàn quốc, trừ cái Vinpearl ở Landmark 81 đấy, tức là khách hàng mua Lux A trong tháng 12 thì sẽ được nhận cái gói voucher trị giá 26 triệu dành cho Lux A. Đấy, du lịch 3 ngày 2 đêm dành cho 4 người lớn và 2 trẻ em. Đấy, thì chi tiết chương trình Hưng sẽ kèm với một cái đường link để bên dưới để cho khách hàng xem. Đấy. Và hiện tại thì trong showroom đang có rất là nhiều xe giao ngay, đã đổ hồ sơ giao ngay được. Đấy, và hỗ trợ giao xe toàn quốc. Nếu như quý khách hàng đang quan tâm đến Lux A 2.0 thì có thể alo trực tiếp Hưng. Đấy. Và nếu như đặt những cái màu khác như là màu trắng, đấy, màu trắng rồi màu bạc hay là màu xám, đấy thì Hưng có thể đặt ngay về. Đấy. Và trên kho thì hiện tại đang còn một con màu đen và con màu trắng nữa. Ok, như vậy thì video giới thiệu sơ về cái xe, những chiếc xe Lux A hiện đang có sẵn giao ngay của Hưng. Thì nếu như mà đang quan tâm thì hãy alo trực tiếp Hưng hoặc là nhắn tin Hưng qua số Zalo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video lần sau.